Ok, đây là mẫu mạch lo kéo DA3 ha, HA8622, ICCS8676, công suất 40W đến 80W, cho lo 3 tắc đơn hoặc là 2 tắc đôi. Ok chưa, Midvolt Eco Drive Bass Volume, Bluetooth đầy đủ ha, chức năng TWS. Ok chưa, cắm sạc 15V, mặt xài bình ha, bên trong sản phẩm đây. Rồi, hai ngõ ra lo, đây. Một bát một chép, bát này, chép này. Ok chưa, này lắp bình, micro cầm dây, đây, micro cầm dây 5V, đây. Ok chưa, mic case 5V reader, lắp cực kỳ đơn giản luôn, IC công suất, IC CE 8676, 40W đến 80W.